Springvale là một trong những khu người Việt ở Melbourne mà mình hay lui tới để mua sắm và ăn uống. Hôm nay thì mình dẫn em mình tới đây để làm tóc và mình cũng mua một số thứ linh tinh lặt vặt trong chợ luôn. Cùng xem Springvale có gì đặc biệt nhé. Hôm nay tụi mình sẽ đi ăn điểm tâm ở một chi nhánh tại Springvale của chủ nhà hàng điểm tâm nổi tiếng ở Melbourne nha. Và đó là Go Live, chuyên phục vụ dân cha chính thống của Quảng Đông ở Melbourne trong những thập kỷ vừa qua.